Buồn nhất là khi về già mà còn tham thứ này. Kính chào quý khán giả đang theo dõi trên kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Quý vị thân mến, chuyện xưa kể rằng có một vị thư sinh nọ tên là Trần Vương, vừa đỗ thủ khoa kỳ thi tú tài. Bạn bè thấy vậy bèn cổ vũ anh ta thi huyện úy để mở rộng con đường công danh sự nghiệp. Anh ta suy nghĩ kỹ càng và không hề lưỡng lự mà đăng ký thi, lòng tự tin mình sẽ đỗ đạt. Trong khoảng thời gian chờ đợi kết quả, anh ta đi đến một hiệu sách nổi tiếng trong kinh thành. Vị chủ hiệu sách thấy anh ta bước vào liền hỏi han ân cần. Chào anh muốn tìm lại sách gì ạ? Anh ta liền trả lời. Ông chỉ giúp tôi mấy quyển sách về huyện úy. Chủ hiệu sách liền nói. Anh đi về kệ phía bên tay trái. Trong lúc hai người trò chuyện thì một vị khách đang đứng cách xa họ vẫn chú ý lắng nghe. Sau khi giới thiệu cho vị tú tài nọ vài quyển sách, ông chủ hiệu sách phải đi có việc. Khi anh ta vừa quay lưng thì đánh rơi một túi tiền mà không hay biết. Anh tú tài nọ nổi lòng tham, nhìn quanh quất rồi nhặt lấy túi tiền bỏ vào túi của mình. Anh đâu ngờ vị khách đứng ngoài trong cửa tiệm sách lúc nãy đã nhìn thấy. Càng không ngờ hơn, ông ấy chính là thái úy đương triều. Đến ngày công bố kết quả, Trần Vương quả thật là đã thi đỗ. Anh ta bèn đến phủ thái úy nhậm chức. Tuy nhiên, vị thái úy nọ không muốn gặp anh ta mà nhờ quân lính truyền lời rằng: anh có nhớ về túi tiền hôm ở tiệm sách không? Anh tú tài nọ vô cùng ngạc nhiên. Sao anh biết? Anh lính liền đáp: không phải tôi biết mà là thái úy nhìn thấy. Anh lính lại tiếp: thái úy bảo rằng chỉ có một túi tiền nhỏ mà anh đã dễ dàng nảy sinh lòng tham. Thế khi anh làm quan phụ mẫu thì dân chúng phải sống như thế nào đây? Ngài ấy bảo là đã tước tư cách làm quan của anh rồi, cho nên anh hãy về đi. Anh lính bỏ đi, để lại anh tú tài với đủ loại cảm xúc lẫn lộn. Chỉ vì lòng tham trước mắt mà tôi đã đánh mất cả tương lai. Quý vị ạ, sống ở trên đời nên nhớ cái gì của mình sẽ là của mình. Đừng tham lam những thứ không thuộc về mình. Lòng tham lam sẽ khiến chúng ta phải trả giá lớn hơn những gì ta tưởng. Hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và chiêm nghiệm những câu chuyện sau đây về bi kịch của lòng tham mà tuổi già phải gánh chịu. Câu chuyện thứ nhất: gánh nghiệp vì lòng tham. Xưa có hai anh em nông dân nọ, tính chăm chỉ siêng năng. Người anh lập gia đình, người em sống độc thân. Khi cha mẹ qua đời, nhà cửa và đất đai được chia đều cho hai anh em. Họ trồng lúa. Đến mùa thu hoạch, đêm đến người em thao thức nghĩ thầm: ta còn độc thân, sống sao cũng được. Anh ta có vợ con đuề huề, tất nhiên cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Ta nên xớt một nửa lúa cho anh hai mới hợp lẽ. Ngay trong đêm, người em lén chở lúa tới kho của anh. Phần người anh suy nghĩ: ta có vợ con rồi, bề gì cũng dễ xoay sở. Em ta một thân một mình, sống bần hàn cô đơn. Là anh thì phải biết lo cho em, phải lấy một nửa để chia cho em mới được. Và khi họ mang lúa cho nhau thì chạm mặt nhau giữa đường. Họ hiểu ra, buông rơi lúa và ôm chầm lấy nhau khóc. Từ đó, hai anh em không phân chia tách rời gì nữa. Họ cùng sống với nhau trên mảnh đất của cha mẹ để lại. Bài học của người xưa sao mà thấm thía, nhưng đến thời tấc đất tấc vàng, nhiều người đã quên mất. Năm nay, ông năm 70 tuổi, buồn bã nhắc đến chuyện xót lòng. Hồi đó,
anh em yêu thương chia sẻ đùm bọc, không so đo tính toán sau này có lẽ là do đất tăng giá. Và vì lợi ích riêng tư, anh em tranh chấp đất của cha mẹ để lại, khiến cho tình cảm rạn nứt. Ông Năm gương mặt nhăn nheo, trình bày thêm. Bao năm làm lụng cực khổ, nhịn ăn nhịn mặc, bố mẹ ông mới dành dụm mua được một mảnh đất nhỏ. Năm anh em ông, hai trai và một gái đều siêng năng ngoan ngoãn và hiếu thảo. Do gia cảnh nghèo khó, bố mẹ ông không lo cho các con ăn học được nhiều như người ta. Chỉ có một ít đất để lại cho các con, gọi là của để dành. Cũng là để bù đắp phần nào. Lại nghĩ đến khi mất đi, sợ con cái tranh giành nhau, mất đi tình cảm anh em. Cho nên ngay khi còn sống, bố mẹ đã chia cho mỗi anh em một phần để có chút đất canh tác làm kế sinh nhai. Ông Năm và đứa em trai còn phải nuôi vợ con, sau này còn nối dõi tông đường, còn thờ tự tổ tiên nên được chia nhỉnh hơn phần em gái một chút. Nhưng em gái ông Năm vô cùng bức xúc khi thấy anh và em trai được bố mẹ chia cho phần đất hơn mình. Bản thân bà cho rằng trước khi lấy chồng, trong suốt thời gian chung sống với gia đình, bà cũng đóng góp công sức cho cái nhà ấy, không thua gì anh và em trai. Nay bố mẹ chia đất phần hơn, thật là không công bằng với mình. Ông Năm bảo, ở cái tuổi 60-70 rồi, ăn uống được bao nhiêu năm nữa, vậy mà anh chị em lại xảy ra tranh giành đất, cảm thấy xấu hổ với bà con xóm giềng quá. Sau những lời lần qua tiếng lại, tranh giành kiện tụng, cuối cùng phần đất cũng được chia đều cho ba anh em ông. Nhưng có ngờ đâu, chính phần tài sản này lại là nguồn cơn của tai họa. Sau khi nhận được phần đất thừa kế, bà Minh, em gái ông, đem đi bán chia tiền cho hai con trai. Tự dưng trong tay có số tiền lớn, hai con trai của bà đâm ra chơi bời, vướng vào cờ bạc, rượu chè đỏ đen. Số tiền lớn chẳng những bốc hơi nhanh chóng, mà chúng còn để lại cho mẹ một khoản nợ khổng lồ ở tuổi xế chiều. Bà Minh ngày nào cũng sống trong nơm nớp sợ hãi, vì những kẻ đến đòi nợ, nay dọa đánh, mai dọa giết. Quá đau buồn vì con cái, bà lâm bệnh nặng, sống lay lắt những năm cuối đời trong nghèo túng khổ sở. Bà không thể ngờ rằng chỉ vì lòng tham đã dẫn bà đến bi kịch gia đình như thế này. Quý vị ạ, chiếc quan tài không có công dụng chứa đựng của cải, đất đai để đem theo sang thế giới bên kia sử dụng. Thế nhưng, người ta vẫn tranh giành từng danh đất, từng công ruộng, từng cái nền nhà. Cái được chỉ là phần vật chất, cái mất thì quá to lớn, không thể nào cân đong đo đếm được. Đó là chưa nói trong cơn tham sân si, có người mất hết lý trí, gây ra cảnh cốt nhục tương tàn. Dù những tham lam tranh giành đất đai tài sản ấy có nghĩ đến cái nghiệp sau này mình phải gánh do lòng tham gây nên hay không, có nghĩ đến việc con cái họ sau này cũng sẽ bắt chước cha chú tranh giành nhau từng thước đất hay không, ngày giỗ lễ mâm cơm mạnh ai nấy cúng, đau lòng người đã khuất, rồi làm gì có tuổi già thanh thản khi cứ suốt ngày mang trong mình nỗi uất ức, bực tức hơn thua. Câu chuyện thứ hai, cái kết cho người đàn ông bỏ gia đình chạy theo vật chất. Tôi vẫn biết chồng mình ham cuộc sống giàu sang, nhưng không thể ngờ nó lại chính là nguyên nhân khiến cho gia đình tôi tan nát. Tiền bạc thì ai mà chẳng cần, chẳng thích, nhưng sẵn sàng vì nó mà bỏ vợ bỏ con, thậm chí là đổ hết những điều xấu xa lên đầu vợ chỉ để xóa đi tội lỗi của mình. Chắc không phải ai cũng làm được, nhất là khi người vợ ấy đã sống hết lòng hết dạ suốt mấy chục năm trời. Nhưng chồng tôi quả thật đã làm như thế. Lấy nhau cách chừng đúng 30 năm. Khi ấy tôi 23 và chồng tôi 26 tuổi. Gia đình hai bên đều đông con,
bố mẹ chỉ quanh quần ruộng vườn, nghèo sơ nghèo xác. Chúng tôi dắt díu lên Sài Gòn, vợ làm công nhân may, chồng vừa làm bốc vác ở bến xe, vừa tranh thủ học thêm nghề sửa chữa điện nước. Thực ra chồng tôi cũng không muốn dành thời gian cho việc học nghề, chỉ muốn mỗi ngày bốc vác nhiều hơn, kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Nhưng tôi động viên vì muốn chồng có được công việc đỡ nặng nhọc hơn. Được nửa năm như thế, thấy chồng vừa học vừa làm quá vất vả, tôi bắt anh ở nhà tập trung vào việc học nghề. Hai vợ chồng tằn tiện chi tiêu bằng đồng lương công nhân may còm cõm của tôi. Hầu như cuối tuần nào tôi cũng đăng ký tăng ca để có thêm tiền đóng học cho chồng và cuộc sống đỡ thiếu thốn. Thú thật, có những buổi tối khi tan ca, tôi đói hoa cả mắt, đi ngang hàng xôi hoặc bánh mì trước cổng công ty, chỉ muốn chạy đến mua ngay để ăn cho đỡ cồn cào, nhưng lại ráng nhịn. Sau 2 năm học, anh ra nghề. Ban đầu công việc cũng phập phù, bập bõm do chưa có nhiều kinh nghiệm. Dần dần anh cũng tìm được công việc ổn định tại một công ty xây dựng khá quy mô, lương thưởng cũng khá. Đến khi ấy, tôi mới dám nghĩ đến chuyện sinh con. Hai đứa con lần lượt ra đời chỉ cách nhau 1 năm, khiến cuộc sống của chúng tôi lại rơi vào cảnh khốn khó. Chồng tôi nhiều lần tỏ ra khó chịu vì vướng bận con cái. Anh bắt tôi gửi con về cho ông bà nội trông giúp để hai vợ chồng tập trung kiếm tiền. Bố mẹ đẻ tôi thì đều đã qua đời. Thương con đứt ruột nên tôi không đành lòng xa các con. Chồng thì kiên quyết không phụ tôi việc đưa đón, chăm sóc con, bởi muốn tôi kiệt sức phải nghe theo lời anh. Anh ra tối hậu thư: nếu không chịu gửi hai con về ông bà nội thì anh sẽ bỏ đi để tôi nuôi hai con một mình. Sợ con thiếu thốn tình cảm của bố nếu vợ chồng xa cách, tôi đành nhắm mắt làm theo ý anh. Xa con, đêm nào tôi cũng trằn trọc mãi, gần sáng mới ngủ được. Nhưng chồng tôi thì chẳng chút buồn phiền, còn nhắc tôi giờ rảnh rang con cái, hễ công ty có yêu cầu tăng ca thì đừng từ chối. Cũng muốn mau có nhà, có cửa ổn định để đón con, nên tôi lao vào làm việc hùng hục như trâu. Bất kể giờ giấc, lẽ ra chúng tôi đã mua được nhà sau 7 năm cưới, nhưng phải mất thêm 1 năm bởi chồng tôi 2 lần đòi đổi xe máy, toàn loại xe trên 50 triệu. Thấy người đồng nghiệp ở công ty đi loại xe này, anh thích, ao ước nên hôm nào về cũng nhỏ to bàn với tôi mua xe trước. Được một thời gian, anh lại đổi chiếc xe khác, đời mới hơn. Xe cũ bán lỗ, không ít tiền. Suốt những năm tháng ấy, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còng cọc chiếc xe cũ, mua chỉ 3 triệu rưỡi từ hồi mới lên thành phố. Mua nhà xong không lâu, chồng tôi bỗng bộc lộ hàng loạt những thay đổi khác lạ đến ngỡ ngàng. Món nào tôi nấu anh cũng chê, nay mặn mai nhạt, ngày kia thì chẳng ra cái món gì, dù ai cũng khen tôi nấu ăn ngon. Đi ngủ anh không đụng vào người tôi. Tôi hỏi anh nhấm nhằng chê tôi bụng cả rổ mỡ, nhìn phát ngán. Anh về nhà muộn liên tục, khi về thường trong tình trạng say ngà ngà. Có hôm anh không về, đi luôn cho đến sáng hôm sau. Tôi gọi điện thoại thì anh tắt máy. Khi về anh bảo là vì nhậu với anh em mệt quá nên ngủ lại nhà đồng nghiệp, sợ đi xe máy về thì nguy hiểm. Tôi đã manh nha những hoài nghi nhưng chưa dám khẳng định. Cho đến một ngày anh về nhà với mùi nước hoa rất ngọt trên quần áo và anh đề nghị ly hôn. Điều kiện để tôi được nuôi cả hai con là tôi phải ra đi tay trắng, không được quyền chia ngôi nhà mà tôi đã góp bao mồ hôi nước mắt và thanh xuân của mình. Vì con, tôi đành phải đồng ý. Ba mẹ con trở lại cuộc sống nghèo nàn túng bấn nơi phòng trọ.
Nhưng hình như đến lúc ấy, tôi lại thấy lòng mình thanh thản và đầy nghị lực hơn bao giờ hết. May mắn là các con của tôi cũng ngoan ngoãn và thương mẹ, nên tôi luôn cảm thấy được an ủi. Tuy từng rất yêu chồng, nhưng tôi nhanh chóng chấp nhận những điều đã xảy ra. Chỉ có điều anh không dừng lại ở việc bỏ vợ, bỏ con, nhẫn tâm đòi hết tài sản chung, mà còn đi bịa đặt rất nhiều điều xấu về tôi. Có lần gặp mấy người đồng hương, họ bảo thấy chồng tôi giờ lên xe xuống ngựa, có bồ giàu có, vốn là vợ lẽ của một ông chồng già, nay bao nuôi anh hoàn toàn. Anh không cần phải đi làm ngày ngày, chỉ cùng cô ta đi dạo phố, vào nhà hàng sang trọng ăn đủ mọi món ngon. Cô ta còn cùng anh đánh xe hơi về tận quê thăm bố mẹ anh, mời bạn bè, hàng xóm sang ăn tiệc, ra mắt bằng cả chục mâm cỗ thịnh soạn. Trong bữa tiệc ấy, anh kể với mọi người rằng tôi là một người mẹ vứt đi, lười biếng, không chịu nuôi con, mà đem cả về cho ông bà nội già yếu chăm sóc để dành tay đàn đúm. Anh còn nói là tôi không làm tròn bổn phận dâu con, để mặc cho bố mẹ chồng ốm đau không thèm ngó ngàng thăm hỏi anh. Anh còn bảo anh rất vất vả làm lụng lo cho vợ con, đêm hôm cũng phải tăng ca ở công trình, nhưng tôi lại không hiểu, mà cứ trách cứ đòi ly dị để đi theo người khác. Nhưng tôi nghĩ nhân quả lại đến với anh sớm như vậy. Chồng của cô bồ biết chuyện anh và cô ta cập kè, đã lên tận công ty làm náo loạn. Kết quả ở tuổi trung niên anh mất việc, lại thêm tiếng xấu cập kè vì tiền, khiến anh xấu hổ, chẳng dám đi đến đâu. Người đàn ông bạc bẽo, bỏ vợ bỏ con, chạy theo vật chất, giờ đang phải sống những năm tháng ở tuổi xế chiều đầy cô đơn hiu quạnh. Nhiều lần anh ngỏ ý bảo mẹ con tôi về ở cùng, nhưng các con tôi nhất quyết từ chối. Còn bản thân tôi trong lòng đã nguội lạnh, chẳng còn chút tình cảm, cũng chẳng còn sự tôn trọng nào dành cho anh nữa. Thưa quý vị, nhân sinh như mộng, quá lắm chỉ trăm năm. Bạn có trong đó 20 năm để sống vô tư và trưởng thành, thêm 20 năm để trải nghiệm cuộc sống và sống theo ý mình, và có thêm 30-40 năm nữa để đón nhận những gì mình đã làm. Mình đã sống theo cách bình thản đã gieo, đã cư xử, đó chính là luật nhân quả. Có những sự nhân quả nó sẽ theo ta đến tận kiếp sau, nhưng có những nhân quả nó sẽ đến với ta ngay trong kiếp này, rất nhanh. Cho nên tuổi già nên nhớ, càng tranh giành càng mất đi, càng vô ưu không tính toán thì càng hưởng phúc. Đừng tham lam giành giật, trời xanh tự khắc có an bài. Câu chuyện thứ ba, bi kịch tuổi xế chiều của cụ ông chỉ muốn thêm mà không muốn bớt. Chuyện là một năm trước, từ khi thành phố Hà Nội hết lệnh giãn cách xã hội, không hiểu vì lý do gì mà tự nhiên ông Dương trở nên lạnh nhạt với vợ. Đặc biệt, ngày nào ông cũng đi ra ngoài mấy lượt, sáng sớm đi, chưa về xong tối lại đi tiếp, gần khuya mới về nhà. Khi vợ hỏi, ông bảo sáng đi đánh cờ với mấy ông bạn trong khu, còn tối thì đi khiêu vũ cùng các cụ trong hội phụ lão. Mà dạo trước, cũng chính bà Tư vợ ông là người khuyên chồng nên tham gia các hoạt động ngoài trời cho giãn xương giãn cốt, có lợi cho sức khỏe. Song thấy chồng ham mê nhảy nhót quá, mưa bão cũng vẫn đi. Bà Tư sinh nghi liền cất công đi rình. Bà suýt ngất khi thấy chồng mình tay trong tay với một cô gái kém ông đến gần 20 tuổi, rất say đắm trong điệu vals. Rồi lần khác thì bắt gặp hai người họ tình tứ trong quán cà phê. Thế là bà Tư quay ra cấm chồng không được tham gia lớp khiêu vũ buổi tối nữa. Dĩ nhiên là ông Dương không nghe lời rồi. Lúc đầu còn lén lút, sau thì ông công khai ngoại tình
bỏ bê vợ. Mặc cho con cái khuyên can, ông nằng nặc đòi lên phường nộp đơn ly hôn. Phần chia tài sản sau ly hôn, ông dọn về ở chung với cô nhân tình. Chẳng biết nghe lời ngọt nhạt thế nào, ông chuyển toàn bộ quyền sở hữu một ngôi nhà cho cô ta. Rồi chỉ sau mấy tháng, ông thành kẻ tay trắng. Cô ta bán nhà, dọn đồ đạc bỏ đi. Trước khi đi, cô ta nói là ông không xứng đáng làm chồng. Sống cạnh người đàn ông già nuôi như ông thì quá hoang phí đời. Tuổi già ập đến với bệnh tật dày vò, với cuộc sống trước mắt cứ mờ nhạt đi. Ông Dương chỉ muốn có một gia đình để về, một người bạn đời để bầu bạn, một tuổi già bên con cháu. Ông Dương từng có vợ, nhưng giờ thì không. Ông cũng từng có con có cháu quây quần, nhưng giờ thì chúng chẳng muốn đến gần ông nữa. Lúc này ông mới hối hận khi nhận ra rằng thất bại lớn nhất của người đàn ông chính là cuối đời chẳng có gia đình. Vợ con lầm lũi không một nơi ấm áp để về. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Lòng mẹ. À ơi hời du, mẹ thương con có hay chăng? Thương từ thai nghén trong lòng, mấy nắng sớm chiều mưa dòng, 9 tháng so 9 năm, gian khó tính khôn cùng. A su hời, ơ hời su. Tôi bế trên tay đứa con của người bạn cũ, ẩu ơ su bé ngủ trong lòng mình. Lời du đưa tôi về với miền ký ức thân yêu. Khi tôi còn rất bé, tôi rất thích nghe mẹ tôi hát. Mẹ chỉ hát mỗi lần mẹ du em tôi ngủ, hay những lúc mẹ ngồi sàng gạo. Khi mẹ sàng gạo, dáng mẹ in đậm trong tâm trí tôi có sự nhàn nhã, ung dung, tự hào và hưởng thụ. Bởi vì mẹ đang ngồi sàng lọc những hạt gạo do chính mình vất vả làm ra. Tôi hay ngồi cạnh mẹ, xốc thẳng tay mình vào thúng gạo trắng ngần để những lớp cám dính vào đôi tay mình, rồi áp đôi tay vào má thật mịn màng. Và tôi ngân nga hát nhầm theo lời mẹ. Ngày đó tôi thuộc những đoạn nhạc không có tựa đề, đến giờ tôi vẫn nhớ. Em viết cho anh lá thư quê nhà, gửi tới tay anh lính Cộng Hòa. Thư em sẽ vượt qua sông núi, tới tay người vẫn nhớ vẫn thương. Từ ngày rời bỏ quê hương, bước đi theo Mỹ, lỡ duyên vợ chồng. Tôi say sưa hát, đùa nghịch những hạt gạo rơi từ chiếc sàng xuống chiếc mẹt tròn và lắng nghe mẹ hát. Với tôi, quang cảnh lúc đó, trong tuổi thơ rất êm đềm và hạnh phúc. Đó là những giây phút ngọt ngào trong cuộc sống của tôi. Những đêm em gái tôi quấy khóc, tôi lại nằm trên chiếc tràng kỳ ngoài hiên và lẩm nhẩm theo tiếng du êm da diết của mẹ, thiết tha, dịu ngọt. À ơi, du con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy, đồng xa chưa về. À ơi. Tiếng du của mẹ khiến cho tôi trong giây phút đó cũng mong muốn được bế trên tay đứa con của mình. Tôi sẽ du con như cách mẹ đã du tôi ngủ, mênh mang và nồng ấm. À ơi, tôi thích mẹ tôi hát còn hơn những bài hát trên loa truyền thanh của xã. Mỗi lần đi theo mẹ đến các cuộc họp phụ nữ và nghe người ta biểu diễn văn nghệ, tôi luôn tự hỏi vì sao mẹ tôi không bước lên sân khấu và hát những bài hát mà mẹ vẫn hát cho tôi nghe. Mẹ tôi hát hay hơn tất cả những cô dì ở đó. Mẹ là ca sĩ của gia đình. Tôi không hề biết lúc đó tôi đang được hưởng thụ những tiếng hát tuyệt vời, những tiếng hát mà sau này khi lớn lên tôi không bao giờ được nghe mẹ tôi hát lần nữa. Mẹ tôi lấy cha và cùng xây dựng nên một gia đình 5 thành viên chung sống. Gia đình tôi là gia đình nông dân khó khăn.
cha tôi không phải là người đàn ông hoàn hảo. Ông bị câm điếc từ khi còn nhỏ. Vì vậy mà cha chỉ có thể phụ giúp mẹ việc đồng áng, và khi không vào vụ gặt, ông đi làm thuê tất cả mọi việc trên đời mà người ta thuê ông để kiếm tiền nuôi gia đình. Mẹ lấy cha, mẹ chấp nhận một mình gánh vác, chèo chống, trở thành trụ cột trong một gia đình. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà tôi đều do mẹ quyết định. Tôi nhớ có một buổi chiều tối mùa hè, cả nhà sắp mâm cơm nhưng mẹ vẫn chưa về. Bữa cơm in đậm trong tâm trí tôi. Một nồi cơm bốc mùi thơm nghi ngút và trên mâm vòn vẹn một bát canh rau khoai lang nấu với mắm tôm, món canh ưa thích ở vùng quê chúng tôi. Khi chuẩn bị ăn cơm, tôi thấy mẹ đi vào từ con ngõ dài. Hình ảnh đó trở thành động lực giúp tôi trong cuộc sống sau này. Mẹ mặc chiếc quần đen rộng thùng thình, chiếc áo bà ba màu hồng nhạt đã phai thành màu trắng, áo cưới của mẹ. Mẹ bước vào nhà, đến ngồi bên mâm cơm và cởi bỏ chiếc nón tả tơi với bao lần mưa nắng. Ánh mắt mẹ đỏ hoe, mẹ thở dài nhìn cả gia đình quây quần sum họp. Rồi nước mắt mẹ lăn trên khuôn mặt. Mẹ nói với chúng tôi, lúc đó vẫn còn là những đứa trẻ, những uất nghẹn trong lòng. Mẹ vừa đi vay vốn xóa đói giảm nghèo. Mẹ định vay 200 ngàn về mua con lợn để nuôi. Nhưng người ta nói nhà mình nghèo, vay rồi lấy gì mà trả, nên họ không cho vay. Mẹ nói những điều này với mấy đứa trẻ con, thậm chí còn chưa đi học như chúng tôi. Vì mẹ không biết phải tâm sự và san sẻ nỗi lòng này cùng ai. Mẹ không thể chia sẻ cùng cha, người không thể nghe và không thể nói được. Mẹ đã không biết rằng những lời mẹ nói chúng tôi chưa từng quên. Nó trở thành động lực cho sự trưởng thành của chúng tôi. Mẹ tôi không biết đi xe đạp. Ngày đó gia đình tôi có một chiếc xe đạp dành cho nam giới, là kiểu xe có một thanh ngang nối từ yên xe đến cổ xe, rất khó cho những người mới tập xe có thể ngồi lên đó. Tôi không nhớ mẹ đã từng tập xe lần nào chưa. Để có thể sắm được một chiếc xe đạp mới cho phái nữ, với điều kiện gia đình tôi phải đến năm chị tôi bước vào học cấp 3 mới thực hiện được. Không thể đi xe đạp là điểm yếu duy nhất của mẹ, nhưng nó khiến tôi nhìn thấy ở mẹ một người phụ nữ đầy nghị lực. Vì gia cảnh khó khăn nên khi rảnh rỗi, mẹ tôi cũng đi buôn như người ta. Nói là như người ta, nhưng người ta đi bằng xe đạp, còn mẹ tôi đi bộ. Để đón những chuyến hàng sớm, người ta dậy từ lúc 5 giờ. Nhưng mẹ, với đôi chân của mình, đã đi buôn từ 2 giờ sáng. Mẹ tôi kể, có những hôm mẹ đi trên đường vắng lạnh, qua những khu nhà hoang hay nhà tập thể, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cũng có những khi mẹ bất chợt gặp trên đường những bóng người hối hả. Mẹ đuổi theo họ, nhưng họ không trả lời và tan vào màn đêm u mịch. Mẹ giật mình tỉnh khỏi cơn mê, hóa ra là mình đang bị những linh hồn lang thang đùa giỡn. Nhưng nỗi sợ hãi không làm chùn bước chân của mẹ trên đường, bởi có một gia đình ở phía sau nhìn vào đôi chân mẹ. Mẹ tôi vẫn đi buôn khi người ta vừa chìm sâu vào giấc ngủ hàng đêm, một mình, tất bật, hứng khởi. Bàn chân mẹ to và thô kệch, gót chân chai sạn và nứt nẻ, những ngón chân xòe ra như rẻ quạt, móng chân phồng lên dày cộp màu nâu đất. Đôi bàn chân đó đã đạp nhẵn những đường mòn đi đón hàng vào sáng sớm. Đôi bàn chân đó đã bấm nát cả bùn đất dưới ruộng trong mùa đông lạnh giá. Đôi bàn chân mang vẻ đẹp của lao động vinh quang. Đôi bàn chân của mẹ, mỗi khi nhìn xuống tông mòn gót được chắp vá đầy dây dợ, tôi mơ đến một ngày tự mình dẫn mẹ đến một hiệu giày sang trọng, đặt riêng cho mẹ một đôi giày vừa với đôi bàn chân ấy.
liệu tôi có tìm được một nơi đủ sang trọng để xứng đáng với đôi bàn chân của mẹ tôi không? Khi tôi còn thơ bé, tôi là đứa trẻ ốm yếu nhất trong nhà. Mẹ kể, mẹ sinh tôi vào một tối mưa bão tháng 10. Để sinh được tôi, mẹ đã rất đau vì có cái đầu to hơn những đứa trẻ bình thường khác. Khi tôi đi học, bạn tôi đã gọi tôi bằng biệt danh Chóc Bom, nghĩa là đầu bom. Tôi sinh ra vào năm lũ nhấn chìm cánh đồng làng, nước mặn tràn vào khu mùa màng, thất bát, một năm đói kém. Gia đình nghèo lại càng thêm khốn khó. Mẹ và cha mải miết bận mưu sinh, chỉ mong kiếm đủ khoai đủ cháo nuôi gia đình qua những ngày cơ cực. Tôi lúc đó là đứa trẻ sơ sinh không có cha mẹ bên cạnh mình. Tôi có một thân hình không cân xứng vì cái đầu quá khổ. Mất mùa thiếu ăn, lấy đâu ra sữa dồi dào để bú. Tôi trở thành đứa trẻ chỉ nằm mê man bất động mà không thể bước đi. Mẹ kể tôi nghe về những lo lắng của mẹ trong những năm tháng đó. Mẹ đã sợ đứa con này thành đứa trẻ tật nguyền. Tất cả nỗi lo đã vỡ òa khi tôi chập chững những bước đi đầu tiên vào năm tôi 2 tuổi. Tôi đã đi chậm hơn tất cả những đứa trẻ khác, nhưng bước đi đó chắc chắn hơn tất cả mọi đứa trẻ. Mẹ tôi biết thế vì mẹ đã không ngừng nuôi hy vọng con của mẹ sẽ tự mình bước đi. Tuổi thơ, tôi bị bệnh thận. Để nuôi được đứa con khó khăn như tôi, mẹ đã rất vất vả. Tôi nhớ như in từng ký ức, những tháng ngày mà mẹ đã tìm cách chạy chữa cho tôi. Gia đình nghèo không có cái ăn, nên thức ăn chính của nhà tôi lúc ấy là canh rau muống. Lúc mẹ lại muối cà hay đôi khi muối cả dưa non để ăn dần. Nhưng tôi luôn được mẹ dành cho một thực đơn đặc biệt. Chỉ riêng mình tôi được ăn cơm trắng với thịt nạc kho nhạt. Để có thức ăn cho tôi, mẹ thường hay đi cấy thuê, đi gặt thuê hay đi làm vườn hộ kiếm lấy tiền. Tôi nhớ một buổi sáng đẹp trời, mẹ dắt tay tôi đi bốc thuốc nam của một thầy lang nổi tiếng. Tôi tung tăng bước cùng mẹ trên đường quốc lộ. Bóng hai mẹ con lững thững đi bộ trải dài trên đường nhựa. Nắng dần lên cao, cái nóng của miền Trung phả lên con đường và phả vào mặt chúng tôi. Dù là đi bốc thuốc, nhưng tâm trạng của tôi và mẹ đều rất vui, như chúng tôi đang đi chảy hội. Mẹ vui vì có cơ hội và có đủ tiền đưa con mình đến bốc thuốc thầy lang nổi tiếng. Tôi vui vì được đi bộ cùng mẹ trên cả con đường dài xa lạ, háo hức. Trên con đường dài 6 cây số đó, mẹ cùng tôi bước đi lặng lẽ trong tiếng còi tàu xe inh ỏi. Chúng tôi ở một khung trời khác, khung trời chỉ có mẹ và con, êm đềm, yên bình và thanh thản. Những khi mệt mỏi, mẹ lại cõng tôi trên lưng. Tôi nhớ có một đêm, tôi lên cơn đau bụng quằn quại. Mẹ lo lắng bế tôi đi trong đêm khuya vắng vẻ. Bước chân mẹ hối hả. Tôi ở trong vòng tay mẹ, nước mắt ngắn, nước mắt dài, rên rỉ vì cơn đau âm ỉ cuộn lên mỗi lúc một dồn dập. Mẹ gõ cửa nhà bác Thành, người duy nhất biết gõ cửa, gọi tên, chờ đợi trong im lặng. Màn đêm tĩnh mịch đáp lại lời của mẹ. Mẹ bế tôi ra về khi cơn đau không còn nữa. Tôi hớn hở nô đùa trong vòng tay mẹ. Bước đi của mẹ lặng lẽ, mẹ đang trải nghiệm về cuộc đời. Cuộc đời của mẹ, ngày hôm nay, mẹ đã không thể tìm cho con gái của mình một bác sĩ. Khi còn bé, tôi còn là một đứa trẻ bị lở loét. Người ta nói tôi bị mụn mạch lươn. Tôi không hiểu sao rõ là mụn mạch lươn. Chỉ là hai bên đầu tôi, chỗ gần với thái dương, bị mụn nhọt kinh khủng. Nó mưng mủ, nhầy nhụa, giống hệt như với đứa trẻ để kiểu tóc trái đào. Chỉ khác là những đứa trẻ đó, người ta cạo hết tóc, chỉ để lại ba chòm như quả đào. Thì tôi cả đầu toàn là tóc, chỉ để lại hai chòm tóc không mọc được,
thay vào đó toàn mụn nhọt và mưng mủ. Mẹ nhìn tôi, đứa trẻ lắm bệnh tật, không khỏi thở dài lo lắng. Người ta lại mách với mẹ, mụn mạch lươn thì phải dùng lươn để chữa, phải dùng một con lươn đem nướng chín rồi đắp vào chỗ bị lở loét. Một người mẹ thương con mù quáng đã nướng chín một con lươn mà cả nhà chưa được ăn bao giờ, rồi đem đắp vào vết thương của con mình. Vì cách chữa đấy, tôi bị nhiễm trùng nặng. Một thầy lang trong làng đã chữa hết bệnh cho tôi. Nhưng cuối cùng, trên đầu tôi hình thành một vết sẹo to bằng ngón chân cái. Chỗ vết sẹo, tóc không mọc lên được nữa. Bây giờ tôi đã thành một thiếu nữ tóc dài, mái tóc dài che đi vết sẹo. Vì vết sẹo, tôi không thể thắt bím giống người ta. Vì vết sẹo, tôi không thể cột tóc đuôi gà. Vì vết sẹo mà những búi tóc của tôi đưa lên tay thái dương của mình kiểm tra có thể tìm thấy vết sẹo hay không. Nhưng nhờ vết sẹo hiện diện mỗi ngày làm cho tôi luôn nhớ mẹ đã vất vả cơ cực đến mức nào để nuôi tôi khôn lớn. Vết sẹo là dấu ấn của tình thương yêu vô bờ bến. Mẹ tôi biết làm tính các phép nhân chia. Mẹ tôi biết đọc, nhưng tôi chưa từng thấy mẹ cầm cuốn sách. Mẹ tôi biết viết, chữ của mẹ rất đẹp. Khi còn đi học cấp 1, tôi thích được mẹ viết nhãn vở cho mình. Mẹ kể cho tôi nghe, mẹ rất thích đi học, mẹ học cũng rất giỏi. Lớp học của mẹ ngày xưa là những lớp bình dân học vụ để xóa mù chữ. Mẹ học hết lớp 4 thì phải nghỉ vì phải làm việc nuôi em trai của mình. Vì tiếc nuối một con đường học hành đang còn dang dở, mẹ cố gắng đẩy chúng tôi đến trường dù hoàn cảnh khó khăn. Ngày đầu tiên, tôi vào lớp 1, đứng xếp một hàng để điểm danh vào lớp. Tôi nhìn ra phía cổng trường và mẹ tôi ở đó. Mẹ không phải đến để đưa tôi đi học như những bậc phụ huynh khác. Trên vai mẹ là một đôi quang gánh. Mẹ đang thu nhặt những bãi phân của trâu bò dọc con đường trước cổng trường để về làm phân bón ruộng. Mẹ ngoái nhìn vào hàng tôi đang đứng, trao cho tôi một niềm an ủi vỗ về. Tôi nhìn mẹ cảm thấy vững niềm tin. Tôi đi học lần đầu tiên như thế. Mẹ để chúng tôi đi học để tương lai cháu ngoại của mẹ không phải nhìn thấy mẹ nó đi gom phân trên những con đường. Mẹ tôi mong chúng tôi được đến trường học đọc và học viết, học cả những con số và cộng trừ nhân chia để sau này ra cuộc đời không bị ai bắt nạt. Mẹ mong những đứa con của mẹ sau này, mỗi đứa có một phương cũng có thể viết, đọc cho nhau những bức thư của chính mình. Chúng tôi đi học trở thành một gánh nặng, vì gánh nặng đó mà tuổi thơ tôi chứng kiến những lần thu hoạch lúa về, mẹ lại gọi người đến bán. Sau mùa lạc vất vả, thương lái lại mang đi tất cả. Hay những lần bán lợn được cả một cọc tiền mà cha muốn gia đình có một bữa ăn ngon, nhưng cuối cùng cũng không hề có. Tất cả những đồng tiền ấy mẹ đã đưa đi học cùng các con. Mẹ cứ cố cho chúng tôi thêm một lớp, rồi thêm một lớp nữa. Cái cảnh túng quẫn khó khăn mà tất cả tiền bạc lại dồn hết vào việc đến trường của chúng tôi cũng khiến người ta không vừa ý. Tôi nhớ người ta đã tụ tập trước sân nhà chúng tôi vào một buổi chiều và gọi mẹ cùng chúng tôi ra hội ý. Người ta nói chúng tôi là con gái học làm gì. Con gái học nhiều cũng chỉ để đi lấy chồng rồi sinh con. Học nhiều sau rồi cãi chồng là giỏi. Chúng tôi đã đến tuổi có thể làm công nhân và đi học việc kiếm tiền. Nhà nghèo thì nên dừng cái việc đua đòi này lại. Mẹ tôi không nghe, nhưng lời chân thành đó, bà cứ ngoan cố tiếp tục giữ con gái trong vòng tay của mình và cho chúng tôi được đua đòi đi học cùng xã hội. Tôi mãi biết ơn sự quyết tâm này của mẹ. Khi còn chưa đi học, tôi thường được nghe mẹ kể chuyện mỗi khi đi ngủ. Ngày đó tôi hay lên nhà trên ngủ cùng mẹ trong lúc đợi cha đi làm về.
vì tôi ngủ cùng cha ở nhà dưới. Mỗi khi chờ đợi tôi ngủ mà bắt mẹ kể chuyện. Mẹ kể mãi cho tôi nghe chuyện sọ dừa, chuyện tấm cám và cả chuyện lọ nước thần. Mỗi đêm vẫn ba câu chuyện đấy, tôi nghe đến thuộc lòng nhưng không biết chán. Lúc tôi đi học, ngày tôi còn chưa mua nổi quyển sách chuyện cho riêng mình, tôi ghi nhớ những câu chuyện được đọc trên lớp và trở về kể lại vào mỗi đêm. Câu chuyện chú gà trống chân trì được tôi kể nhiều lần cho mẹ là câu chuyện đầu tiên tôi nhớ khi bước vào lớp 1. Rồi tôi biết đọc, biết viết. Ở xã tôi mở ra một trung tâm bưu điện nơi có những cuốn chuyện cổ tích được đọc miễn phí. Tôi mượn chúng về và đọc vang vang những câu chuyện cổ tích từ trong sách vở cho mẹ nghe. Mẹ đã nghe tôi đọc chuyện và chìm vào giấc ngủ. Kể từ lúc ấy, mẹ đã không còn là người kể chuyện. Khi lớn lên, tôi luôn tự hỏi, nếu ngày xưa tôi không quá nhiệt tình và say mê đọc chuyện đến như thế, có phải tôi vẫn còn nghe mẹ kể chuyện mỗi đêm? Tuy vậy, tôi vẫn thấy vui mừng, vì ít ra tôi chưa từng làm được những việc lớn lao hay cao cả. Nhưng tôi đã từng một thời thơ ấu đọc rất nhiều chuyện cổ tích cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi chưa từng một lần ngồi bên cạnh chúng tôi hàn huyên tâm sự. Mẹ chưa từng cố gắng tìm hiểu tâm tư con gái của mình. Mẹ chưa từng chê tôi bất cứ điều gì mà tôi làm không tốt. Mẹ cũng không khen tôi một lời trước những thành quả của bản thân tôi. Mẹ không động viên, cũng không đặt vào chúng tôi niềm kỳ vọng. Mẹ không hắt hồi, cũng chẳng dè bỉu chúng tôi. Nhưng chúng tôi trưởng thành không hư hỏng bằng những lời nói và câu chuyện của chính mẹ mà mẹ kể tôi nghe. Mẹ đã kể, ngày xưa mẹ phải đi ở chăn trâu cắt cỏ khi còn rất nhỏ để được người ta nuôi. Mẹ kể mùa đông lạnh giá, mẹ đi chăn trâu về và gặm những củ khoai người ta để phần mình, trong khi bên cạnh có một đống xương chất cao ngất vì bữa tối mà họ đã ăn. Mẹ kể người ta muốn có chè xanh uống miễn phí, nên ép buộc một đứa trẻ đi ở như mẹ, chui hàng rào vào đồn điền trồng chè ăn trộm. Lúc đó mẹ đã sợ bị bắn chết đến thế nào. Mẹ kể những tháng ngày đôi bàn chân trần bị thiêu đốt vì bước đi trên cát giữa trưa hè để bán cá. Mẹ kể đi buôn và bị người ta lừa gạt mất sạch tiền. Mẹ kể để mượn được con trâu cày một thửa ruộng, mẹ đã phải dành 2 buổi đi làm không công vất vả. Mẹ cứ kể những câu chuyện đã trải qua mà không cần một lời răn dạy hay chỉ bảo. Chúng tôi hiểu và cứ thế lớn lên hoàn hảo. Tôi xông pha giữa cuộc đời đầy tự lập và lạc quan nhờ câu chuyện mẹ kể. Mẹ kể rằng một người đàn ông nọ đi xem bói và biết mình sẽ bị trâu bò hút chết. Ngày hôm đó, người đàn ông đã ở hẳn trong nhà, không bước ra ngoài. Cuối cùng, ông ta cũng bị đôi sừng trâu trên gác chạn rơi xuống, đâm thủng bụng mà chết. Mẹ muốn nói với tôi, hãy cứ sống hiên ngang kiêu hãnh, đừng bận tâm về tương lai mà bỏ quên hiện tại. Mẹ dạy tôi phải sống hết mình ngay khi mình còn được sống. Mẹ đã nói, chúng tôi chỉ có một câu thôi. Khôn thì sống, vống thì chết. Đó là cách mẹ dạy chúng tôi tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của bản thân mình. Chúng tôi càng lớn khôn, mái tóc mẹ lại trắng nhiều hơn, đôi bàn tay mẹ càng chai sạn, và trên khuôn mặt ấy đầy nếp nhăn của những muộn phiền lo lắng. Làn da ấy đã xuất hiện vết đồi mồi. Mẹ ngày càng già đi và già hơn rất nhiều số tuổi mà bà có. Người ta bắt đầu gọi mẹ bằng chức danh bà, trong khi các con mẹ đều đang đi học, chưa hề lập gia đình. Tôi rời xa gia đình và ngày trở về nhìn mái tóc mẹ bạc phơ, không còn minh mẫn nữa. Bao nhiêu mưa nắng từ những ngày xưa cấm trong người mẹ, bao nhiêu khó nhọc và những tủi hờn mà mẹ chất chứa trong lòng, bao nhiêu lo toan và suy nghĩ cho tương lai của gia đình
và con cái, tất cả bây giờ đã trỗi dậy nhấn chìm người mẹ của tôi, cướp đi dáng vẻ yêu đời và thần thái cương nghị, cướp đi sự quyết đoán, vẻ lạnh lùng và những cử chỉ yêu thương trìu mến. Tôi không còn được nhìn thấy mẹ ngồi sàng gạo, không còn nghe tiếng hát yêu đời của mẹ, không được nghe mẹ kể những câu chuyện ngày xưa. Mẹ giờ đã trở nên già yếu, đã đến lúc mẹ ngừng tranh đấu. Mẹ không còn là tiếng nói, không còn trụ cột, không còn là thuyền trưởng chèo chống gia đình qua những bão giông. Những sự hiện diện của mẹ đã trở thành chỗ dựa vững chắc của chúng tôi. Có mẹ bên cạnh khiến chúng tôi không ngừng nỗ lực để vươn lên. Có mẹ bên cạnh luôn cho tôi biết lúc mệt mỏi có một nơi tôi có thể tìm về. Có những đứa con luôn muốn từng ngày trở thành niềm tự hào của cha mẹ. Cảm ơn mẹ vì mẹ vẫn bên con. Tôi đã trưởng thành, đã bắt đầu lăn xả vào cuộc đời để mưu sinh kiếm sống. Mỗi ngày nơi phương xa, tôi luôn cầu nguyện về quê hương, cầu mong cha mẹ vẫn chờ đến ngày tôi trở về báo hiếu. Mẹ ở trong tôi mãi là người thông minh, sống đầy nghị lực và kiêu hãnh, là người vợ đảm đang chỉ biết lo nghĩ cho gia đình, là người mẹ đầy những hy sinh cho tương lai con cái, là người thầy dạy tôi cách sống trong cuộc đời, là người phụ nữ tảo tần, chịu thương chịu khó. Mẹ hãy luôn sống mạnh khỏe, chờ con trở về, mẹ nhé. Ngày xưa ấy, con còn nhỏ bé, chưa bao giờ xa mẹ tấc gang. Nay con cách trở quan san, hướng về quê mẹ, đôi hàng lệ rơi. Con xa mẹ một đời thương nhớ, bóng mẹ già mình hạc sương mai. Ngày qua tháng rộng năm dài, mong con mẹ những u hoài. Quê hương đợi ngày về chưa thấy, để mẹ buồn lau sậy xót xa. Mẹ ơi nước mắt chan hòa, lời ru của mẹ ngân nga một đời. Con buồn nhớ mẹ, mẹ ơi. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Về già, khôn ngoan có 3 việc không quan tâm, 6 việc phải lười. Quý vị thân mến, tuổi già, sống khỏe mạnh, trường thọ là khao khát của tất cả mọi người. Tuy nhiên, sinh lão bệnh tử là quy luật mà chẳng ai có thể tránh được. Cho nên, chúng ta chỉ còn cách là chăm chỉ, duy trì những thói quen tốt và loại bỏ những thói quen xấu trong cuộc sống hàng ngày để có một cơ thể khỏe mạnh, một tâm trí thảnh thơi. Tuy nhiên, cũng có một vài việc lười biếng hoặc không quan tâm lại rất tốt trong việc giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ, cũng như được hưởng một tuổi già an nhàn và sung sướng. Dưới đây là 3 việc không quan tâm và 6 việc phải lười ở tuổi già. Hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và chiêm nghiệm nội dung sau đây, quý vị nhé! Việc thứ nhất, cách con mình nuôi dạy cháu. Hạnh phúc vì có cháu đích tôn, bà Thoa nhận việc chăm sóc cháu trai ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Bà tuyên bố cứ đẻ ra đi rồi bà lo cho tất. Bà muốn cho ăn gì, làm gì phải theo, khiến cho chị Giang cảm thấy mình bị bà cướp mất vai trò làm mẹ. Mọi ăn uống sinh hoạt của chị Giang được bà can thiệp gắt gao. Lúc nào bà cũng sợ chị làm gì đó ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Mâu thuẫn giữa hai người càng lên cao. Khi bé Tôm chào đời, mẹ chồng muốn áp dụng các kinh nghiệm nuôi trẻ của người xưa, trong khi con dâu thì định nuôi theo những kiến thức hiện đại. Sợ cháu bị tiêu chảy khi bú mẹ, bà Thoa chỉ cho con dâu ăn cơm với rau luộc, thịt, trứng gà, tuyệt đối không được ăn đồ tanh trong 6 tháng đầu. Chị Thoa vài lần trốn mẹ chồng ra ngoài ăn tôm cá. Bà thích cho cháu ở chuồng cho thông thoáng.
khiến mấy gói tã chị mua về tôm chưa kịp mặc đã bị chật. Bà can thiệp quá sâu vào việc nuôi cháu, khiến mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân của bà lên cầu thang là chị đã nghĩ tới việc bà nội vào ẵm cháu. Dù đang vui vẻ, tâm trạng chị đã chuyển sang nặng nề ngay. Chỉ cần tôm ngã hay là có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe như là ho, mũi đốt là chị Giang bị bà mắng là đoàn không biết thương con. Vài ba lần không chịu nổi, chị đã cãi lại mẹ chồng. Rồi hai vợ chồng quyết định ra ở riêng, khiến cho bà Thoa vô cùng hụt hẫng. Thực tế thì có rất nhiều ông bà can thiệp quá sâu vào cách dạy cháu. Suy cho cùng, cha mẹ già đã có công nuôi dưỡng, chăm sóc các con đến tuổi trưởng thành rồi. Bây giờ về già thì nên nghỉ ngơi để việc chăm cháu cho bố mẹ của chúng. Hơn nữa, thời đại ngày nay, việc chăm sóc dạy dỗ con trẻ cũng khác xa so với thế hệ trước kia. Nên có những thứ trước đây là đúng, là hay, có thể bây giờ không còn phù hợp nữa. Vậy nên chúng ta chỉ nên hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, giúp đỡ cho các con, chứ không nên can thiệp vào việc nuôi dạy bé của bố mẹ chúng nó nhé, để tránh phát sinh những mâu thuẫn không đáng có. Quý vị ạ, dân gian có câu, chức vụ cao không bằng lương cao, lương cao không bằng tuổi thọ cao không bằng sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Tuổi càng cao, càng duy trì tâm thái vui vẻ. Đây là một trong những yếu tố giúp nâng cao sức khỏe và tuổi thọ. Vui một ngày là ta hạnh phúc một ngày. Cuộc sống mà chúng ta cần là vui vẻ. Vui vẻ rồi sẽ có hạnh phúc. Bởi hạnh phúc không tự gõ cửa tìm đến với ta. Niềm vui cũng vậy, nó không từ trên trời rơi xuống. Thật ra, niềm vui nó ở ngay trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ cần tự yêu bản thân mình, yêu cuộc sống thì tuổi già sẽ sống vui, sống khỏe và yêu đời hơn. Thứ hai, không quan tâm đến điều không liên quan đến mình. Khi có một người đến một độ tuổi nào đó, hãy suy nghĩ thật kỹ. Trong đời có bao nhiêu người bạn chân chính đáng để hàn huyên? Có bao nhiêu tình cảm khó quên? Đó là những hành trang quý giá nhất trong đời. Ở tuổi già, ta phải học cách vứt bỏ một số người và những thứ không quan trọng, không có ý nghĩa gì đối với ta. Nó không buông bỏ sẽ trở thành gánh nặng. Buông bỏ được sẽ có hạnh phúc trong cuộc sống. Hãy bình tĩnh và suy nghĩ xem điều gì khiến ta buồn phiền. Những điều không đáng giá hãy vứt bỏ và thư giãn. Muốn sống tốt trên cuộc đời này thì ta phải học cách từ bỏ một số thứ không cần thiết, vứt bỏ mọi gánh nặng cản trở bước tiến của mình, gói nhẹ lại an vui tuổi già. Thứ ba, tương lai bất định. Rất lâu trước đây, có một người đàn ông tin rằng mình có thể đọc được tương lai qua vì sao. Ông tự gọi mình là một nhà chiêm tinh và dành toàn bộ thời gian ban đêm để quan sát các vì sao. Ông luôn luôn bận rộn lo lắng về tương lai, và dân làng thường đến gặp ông ta, hy vọng ông ta có thể cho họ biết trước được tương lai của mình. Một buổi tối nọ, người đàn ông đi bộ dọc theo con đường ra ngoài làng. Ánh mắt ông luôn theo dõi các vì sao, và ông nghĩ rằng mình thấy được sự kết thúc của thế giới đang tiến gần. Ông ta đắm chìm trong suy nghĩ về tương lai. Khi bước đi, người đàn ông tiếp tục nhìn và nghiên cứu các vì sao mà không nhìn xuống dưới chân. Đột nhiên, ông ta bước hụt và bị rơi xuống một con mương đầy bùn đất. Ông ta bị chìm xuống bùn lầy, điên cuồng gạt bùn để cố leo lên. Nhưng bùn lầy quá nhiều, người đàn ông không thể thoát khỏi chúng và bắt đầu sợ hãi, lo lắng. Ông ta cố sức la hét, mong đợi có ai đó đi qua hoặc người dân nào có thể nghe thấy và cứu giúp. Kêu gào khóc lóc mãi,
Cuối cùng tiếng kêu của ông cũng nhanh chóng được dân làng chạy đến. Khi mọi người kéo được người đàn ông ra khỏi đống bùn thì một trong số họ đã nói: ông làm ra vẻ biết được tương lai qua các vì sao, nhưng ông lại không nhìn thấy gì ở dưới chân mình. Qua lần này, có thể dạy cho ông một bài học để ông chú ý nhiều hơn đến những điều ngay trước mặt. Còn tương lai thì hãy để cho chính nó tự chăm sóc mình. Một người khác nói: ông đọc được những vì sao rồi để làm gì khi ông không thể nhìn thấy những thứ ở ngay trên mặt đất này. Ai đã nói cuộc sống giống như là một bộ phim nhiều tập, mỗi người đều là diễn viên chính của cuộc đời mình. Nhưng điều đặc biệt là diễn viên chính không bao giờ biết được trước kịch bản tương lai của mình. Chính là một ẩn số mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt. Dù ngày mai là niềm vui hay đau khổ, là hạnh phúc hay bất hạnh, là khỏe mạnh hay ốm đau, thì chúng ta đều phải trải qua. Vì thế, tuổi già đừng để những lo lắng, bận tâm về tương lai ảnh hưởng đến những phút giây hạnh phúc của hiện tại, quý vị nhé. Tiếp theo là 6 việc phải lười. Thứ nhất, lười suy tính chuyện tiền bạc. Ông bà Vinh năm nay đã 60 tuổi. Ông bà có 2 cô con gái đều đã lập gia đình, kinh tế ổn định nên thường xuyên phụ giúp bố mẹ. Ở quê, ông bà Vinh có một ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi. Họ cũng có một căn nhà nhỏ khác cho thuê. Thu nhập mỗi tháng từ việc cho thuê này là 1,5 triệu đồng. Họ có một số tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Ngoài ra ông bà cũng có bảo hiểm y tế nên không tốn nhiều chi phí khám chữa bệnh. Mỗi tháng, vợ chồng các con gửi về cho 5 triệu đồng tiền sinh hoạt và sữa người già, thuốc bổ. Ngoài ra, khi nhà có đám giỗ ma chay hoặc ông bà cần những khoản ngoài chi phí cố định, các con đều gửi thêm. Mỗi lần về thăm nhà và thấy thiếu thốn hoặc là đồ gì hư hỏng, hai cô con gái đều chủ động mua. Với điều kiện như vậy, ông bà hoàn toàn có thể sống thoải mái mà không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Ấy vậy mà không hiểu sao, ông bà lúc nào cũng tính toán chuyện tiền bạc, sống hết sức tiết kiệm, ăn chẳng dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu. Ông bà đã lắp đặt nước máy nhưng lại chẳng dám dùng, chỉ dùng nước giếng. Nhà có máy giặt nhưng chỉ giặt tay, mọi sinh hoạt trong nhà đều hạn chế ở mức tối thiểu. Chuyện ăn uống cũng không đầy đủ, ăn cơm chỉ biết rau và không có thịt cá. Con gái mua sữa, thuốc bổ gửi về, ông bà chẳng dùng mà đem đi bán. Rồi khi hàng xóm láng giềng chuẩn bị có đám giỗ, đám về nhà mới, ông bà lại lấy cớ lên thành phố, ở nhà con chơi vài ngày. Nhưng thực chất là để tránh phải đến đám giỗ, phải chi thêm tiền. Quý vị ạ, đúng là tiền bạc rất quan trọng đối với người già. Và muốn có một tuổi già thành thơi thì mỗi người chúng ta phải chuẩn bị tài chính từ khi còn trẻ. Một khoản tiền tích lũy sẽ giúp bạn chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe, hưởng thụ cuộc sống khi về già. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc lúc nào bạn cũng suy tính về chuyện tiền bạc. Tính toán chi li quá mức, lo sợ thiệt hơn về tài chính trong các mối quan hệ. Hiện nay, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là tầm 73 tuổi, và trong đó con người ta đã dành ra 21 năm để học tập, phải tiết kiệm vì tiền ba mẹ cho ăn học không được phung phí, ít nhất khoảng 2 năm để tìm kiếm công việc phù hợp và ít nhất 5 năm để gây dựng sự nghiệp, phải tiết kiệm vì dành dụm để lập gia đình, sau khi lập gia đình thì lại tiết kiệm đầu tư để mua tài sản, xây dựng tổ ấm và lo cho con cái. Tức là quanh đi quẩn lại, chúng ta đã dùng hết thời gian để bắt buộc bản thân và khuôn khổ. Lúc nào cũng phải sống chi li, tính toán tích góp từng đồng một để mong muốn tương lai tốt đẹp hơn.
đâu có dư giả phút giây nào để mà sống thoải mái. Bản chất của hầu hết chúng ta là thế. Mong muốn, muốn ăn chắc mặc bền và khổ trước sướng sau. Nhưng xét cho cùng, cả đời đều hết khổ rồi, còn thời gian đâu mà sướng nữa. Tiền bạc của cải tích cóp được cũng có mang đi được đâu. Vậy nên, tuổi già đừng suy tính quá nhiều chuyện tiền bạc. Hãy trân trọng bản thân và hướng cuộc sống tuổi già một cách trọn vẹn qua nhiều cách khác nhau. Đừng bao giờ nghĩ rằng khi nào có tiền thật nhiều mới có thể hưởng thụ được. Đó là ý nghĩ sai lầm và lạc hậu. Dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta cũng nên hưởng thụ dù ít hay là nhiều. Việc lười thứ hai, lười đưa chuyện. Tuổi già dễ nảy sinh cảm giác cô đơn, nên thường có nhu cầu chuyện trò, chia sẻ tâm tư tình cảm, suy nghĩ, quan điểm với người khác. Tuy nhiên, trò chuyện không đồng nghĩa với việc đưa chuyện đâu. Đôi khi đưa chuyện còn làm cho chuyện bé sẽ thành to, một cái lông gà thành cả con gà mái. Và cuối cùng, khi mọi người hiểu ra rằng chuyện có gì mà ầm ĩ lên như vậy, thì người đưa chuyện sẽ trở thành đáng xấu hổ. Vì vậy, ở tuổi già, bạn hãy suy nghĩ cẩn thận trong chia sẻ thông tin. Không phải ai cũng có thể chia sẻ được. Mặt khác, bạn cần ghi nhớ rằng những thông tin người khác chia sẻ với bạn, hãy nên kín đáo, giữ trong lòng mình, biết với người đó thôi. Như vậy, bạn sẽ trở thành người bạn đáng tin cậy của mọi người, là chỗ dựa tinh thần cho mọi người trong những lúc cần chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận và lòng cảm thông. Việc lười thứ ba, lười ngồi không, an nhàn, rảnh rỗi. Có dịp tiếp xúc với vợ chồng giáo sư người Pháp gốc Việt Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, đã tổ chức thành công nhiều hội nghị vật lý quốc tế tại Bình Định. Đôi lúc tôi tự hỏi, phải chăng chính sự hoạt động không mệt mỏi của một người làm khoa học và nặng lòng với quê hương đã tiếp sinh lực cho ông? Tuy tuổi đã vào hàng bát thập, nhưng so về sự dẻo dai mẫn tiệp thì người trẻ cũng khó lòng theo nổi. Mới đây, trên website của mình, bác sĩ Lương Lễ Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh đã đăng bài viết "Tự mình hại não", phản ánh nhiều công trình nghiên cứu gần đây cho thấy người lớn tuổi nếu vận động thể dục thể thao trong ngày sẽ ít quên hơn người thích ngồi yên tư lượng. Người càng có nhiều hoạt động xã hội thì càng có trí nhớ tốt. Không những vậy, đa số người già bị trầm uất là do trước đó hoặc là tự ý tách rời khỏi cộng đồng vì quan điểm sai lầm theo kiểu mình già rồi nên an phận, hoặc là bị biệt lập một cách oan uổng bởi định kiến người già khó hợp với người trẻ. Con người cũng giống như máy móc, phải vận hành thường xuyên để không bị han gỉ. Với tuổi già, nhiều người nghĩ rằng mình già rồi chẳng làm được gì nữa, nên cứ để ngày qua ngày trôi đi thật là vô nghĩa. Đó là một quan niệm sai lầm, bởi nếu không chịu hoạt động, bản thân sẽ ngày càng chậm chạp và sa sút về trí tuệ. Vào thời Xuân Thu, có một người nước Tề suốt ngày ngồi ngoài đường, nhìn lên bầu trời rồi thở dài đầy ngao ngán. Những người qua đường khi thấy liền thắc mắc và hỏi, tại sao anh luôn cau mày? Người đàn ông nói, tôi lo rằng bầu trời sẽ sụp xuống hôm nay và tôi đang chết dần vì nỗi lo lắng đó mỗi ngày. Những người quá nhàn rỗi sẽ như vậy đấy. Sinh ra đủ mọi lo lắng trên đời, cuộc sống có nhiều phiền muộn, nhưng phần lớn là do việc quá nhàn hạ và lo lắng quá nhiều mà ra. Ở tuổi già, khi chúng ta quá nhàn rỗi, sẽ dễ có xu hướng suy nghĩ lung tung, tiêu cực, không ngừng than phiền về bản thân và lười vận động, chính là cách phá hủy thể chất. Cho nên, tuổi già không có nghĩa là ngừng lại mọi thứ, mà mỗi người hãy chọn cho mình những bài thể dục, những môn thể thao phù hợp. Nếu sức khỏe cho phép,
hãy tiếp tục tham gia các câu lạc bộ mình thích, tham gia hội dành cho người cao tuổi. Thậm chí, bạn vẫn có thể theo đuổi những công việc chuyên môn của bản thân. Đây cũng chính là cách để bạn rèn luyện cho trí não minh mẫn, tinh thần vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Việc lười thứ tư, lười ăn nhiều. Nhiều người nghĩ rằng ăn nhiều mới bổ sung đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Nhưng khi đã về già, khả năng tiêu hóa và hấp thụ của cơ thể sẽ giảm dần. Vì vậy, việc ăn nhiều sẽ không có lợi cho sức khỏe của bạn. Ăn quá nhiều sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày, gây ra các bệnh về đường ruột. Dạ dày không tiêu hóa được hoặc thức ăn không tiêu hóa kịp sẽ tích trữ trong cơ thể, lâu ngày sẽ dẫn đến các bệnh về huyết áp, mỡ máu, từ đó ảnh hưởng đến tuổi thọ. Sau 50 tuổi, người lớn tuổi chỉ cần ăn no 70% là đủ, vừa giảm gánh nặng cho dạ dày, lại có lợi hơn cho việc kéo dài tuổi thọ. Việc lười thứ 5, lười đi nhanh, chạy vội. Đôi khi sống chậm lại không có nghĩa là bạn đang thụt lùi so với xã hội. Trong cuộc sống này, đôi khi chậm lại một chút mang hiệu quả cao. Ví dụ, khi ăn nên nhai chậm, nhai kỹ để giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn, giảm tải cho hệ tiêu hóa. Khi tập thể dục, đừng chọn những bài tập cường độ cao, mà hãy chọn những bài tập nhẹ nhàng phù hợp với thể trạng của mình. Người cao tuổi khi đi ra ngoài đường, đừng cố hấp tấp, nắm bắt cơ hội, đặc biệt là tuân thủ quy tắc và quy định giao thông. Hãy nhớ nhìn đèn giao thông khi sang đường, thà đợi 10 phút còn hơn là chụp lấy 1 phút. Đừng nghĩ rằng thỉnh thoảng vượt đèn đỏ là ổn. Đừng đến gần một chiếc xe đang chạy nhanh và cảm thấy chiếc xe đó sợ đâm vào bạn. Bạn hãy bước những bước chân chậm rãi, thảnh thơi, vừa là cách để luyện tập thể lực, vừa là cách để tránh khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra như vấp ngã, tai nạn. Việc lười thứ 6, lười dùng thiết bị điện tử. Khoa học công nghệ hiện nay ngày càng phát triển và phổ biến trong đời sống hàng ngày. Nhiều người có thói quen xấu là mân mê các sản phẩm điện tử mỗi ngày. Mặc dù các thiết bị này mang lại rất nhiều tiện ích, nhưng việc phụ thuộc lâu dài vào chúng, không sớm thì muộn, sẽ gây ra một số tác hại nhất định cho cơ thể. Hầu hết các sản phẩm điện tử đều tạo ra bức xạ. Một khi chúng sử dụng các sản phẩm có nhiều bức xạ trong một thời gian dài, có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể, gây ra những thay đổi bệnh lý trong tế bào của con người. Vì vậy, để khỏe mạnh hơn, chúng ta nên cố gắng giảm thời gian sử dụng các sản phẩm điện tử trong cuộc sống hàng ngày, vừa để bảo vệ đôi mắt, giảm tác hại của bức xạ đối với cơ thể. Thay vào đó, hãy dành nhiều thời gian hơn cho việc tập thể dục và rèn luyện sức khỏe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.